Cái Ê, điệu nhảy kiểu gì vậy trời? ok Giờ con chào ông bà cô chú coi, chào các bạn coi. Kêu chào rồi còn nhảy tăng nữa. Giờ con nay con đi đâu làm gì đó các bạn nghe. chào Rồi sao con hello sao? mừng bánh kem. Hello chào bà, chú chào các bạn. Nay con làm gì? Chào mừng bánh kem sinh À, hôm nay con đi mua bánh kem sinh nhật cho ai nè? nhật. Bánh kem sinh nhật cho chị ba hả? Không phải Vì cho anh hai hả? cho con. À, bánh nhật sinh con hả? Nhưng mà sinh nhật con đã hút rồi mà. Nhật Hả? con hút rồi chạy vòng vòng rồi đi chơi coi gió chứ muốn chữ chữ mua sinh nhật vậy. Hút ý là nó nói là tao nói hút rồi là nó nói là hút mà chạy phải vòng vòng quay trở lại đang mua cái bánh kem sinh nhật nó mới chịu. Sinh nhật cảnh sát. Sinh nhật cảnh sát nó đòi mua bánh kem sinh nhật cảnh sát, mày không biết bánh kem sinh nhật cảnh sát ở đâu nữa. Hello Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà, em chào các ông bà cô chú anh chị và các bạn xem trên kênh của Ngọc Diệu Vlog cả nhà ơi. Bữa nay thì nay em có làm cái mua đi mua bánh kem về làm sinh nhật cho chuột á cả nhà. Sinh nhật của chuột thì nó cũng đã qua không gài cũng đã lâu rồi cả nhà, nhưng mà bữa nay Hôm có được nay mấy đứa chuột có sinh nhật cảnh sát. à. Này kỳ đầu con mời các bạn làm sao đi, con nói với các Mời bạn các bạn đi theo mua sinh nhật cảnh sát nha. à, mời các bạn đi theo sinh nhật của cảnh sát với ai Nhớ không? à, với con hả? À, mà biết có biết ra ngoài vài tiệm bánh kem nó có bánh sinh nhật cảnh sát không, Có. làm gì có. Trời ơi, cái đầu thấy bữa nay mấy đứa cháu em nó lên đông đủ cả nhà, cũng còn thiếu một thằng nữa, thằng nó chưa lên không kịp cả nhà, tính nó lên bữa nay lên kịp, nó quê lên tính hai lên kịp, cuối cùng nó tới lên nó 9 giờ tối mới tới. Rồi thôi em làm sớm rồi, thôi em cũng mời ông bà cô chú đi bữa nay ăn sinh nhật với chuột nha. Ông bà cô chú bữa nay là sinh nhật của chuột nha. Rồi giờ đi nè, giờ em chở nó đi ra tiệm cho nó lựa. Em không có đặt cả nhà, em không có đặt bánh kem. Em mà sớm giờ thì làm đồ ăn, làm đồ ăn đồ làm này kia xong hết rồi. Bữa nay chuột nãy dạ. sáng con chuột con đòi ăn gì, con nói cho ông bà cô chú nghe coi. Ăn bánh kem sinh nhật. Ông con đòi gà làm gì đó? Ăn. Ăn gà 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 gì? Con đòi ăn gà gì? Ăn gà rán. Bữa nay đòi ăn gà rán, rồi sáng giờ mẹ chiên ở chổng nó xong hết trơn rồi cả nhà. Giờ đi mua cái bánh kem để về đang cho chuột nó ăn cho nó vui thôi cả nhà. Dạ mời ông bà cô chú đi theo hai mẹ con em. Tới chưa? Tới rồi đó hả? Đây bên đây cả nhà ơi, bây giờ hai mẹ con chuột đã tới vô bánh kem và để cho chuột nó tự lựa nghe cả nhà. Rồi bữa nay cho chuột tự lựa luôn. Rồi từ từ chào mẹ nha. Trời ơi, mua được bánh kem mua đi ghé theo ổng mừng ơi là ổng mừng không cả nhà. Đó. Nghe nói được đi mua bánh kem cho ổng mừng á. Bánh kem Lumi nè. Phải không? Bánh kem đó của con gái mà phải không? Ừ, bánh kem của con gái. Rồi con đi vô trong đi, con đi vô trong con lựa đi. Dạ. Đi vô trong lựa đi. Nó có quá trời đó, con lựa cái nào? Đi rồi nè. Đi rồi nữa hả? Ừ. Rồi con ăn bánh kem nào thì con cứ lấy nào đấy. Đây cho con thử lựa ha. Ủa nó banh không? Nó banh đâu? Nè. À, con bánh kem lá banh đó hả? Nè. Cũng vui luôn đi nè. Cái nào? Cái này là mới cái dạng các bạn. Cái này chưa không? Con đừng có mở, con đừng có mở. Con đừng có mở nha. Giờ con lựa cái nào con chỉ đi. Con lấy cái đó đó hả? Cái này. À con lấy cái này đó hả? Lấy cái này là nó có mấy chiếc xe này đó hả? Phải không? Khoan từ từ để tôi lấy con. Lấy cái gốc. Lấy con nào? Có hai kẹo vô. Có hai kẹo vô nè. Không. Thôi con phá. Con không được, con chỉ thôi. Con chỉ thôi chị. Rồi con muốn lấy cái nào? Cái này. Cái đó nó nhỏ lắm. Cái đó nó nhỏ ăn không đủ đâu. Mua cái bự chút xíu đi. Nha. Bánh kem nó bánh kem gì, có mấy người này nè con có thích không? Thích. Bánh kem có mấy người, người gì đó, người người máy hả? Ừ, mấy người ngoài hành tinh. À, người máy người ngoài hành tinh nè, cái bánh kem này nè có lấy không, hay là con lấy cái bánh kem này, bánh kem xe này hả? Dạ. Giờ con chọn cái bánh nó màu sô cô la, nó đắng đắng không? Cái này cũng có mấy chiếc xe nữa nè, đó nó banh nè. Rồi con giờ con lấy cái nào con chọn đi. Cầu thủ đá banh hả? Phải không? Mai có sinh nhật cảnh sát không nữa. Giờ có mấy cái đó con chọn cái nào? Ở ngoài này có, ngoài này có cái xe nào không? Ở ngoài này thì cũng không có. Rồi con thích cái nào? Cái này nhỏ lắm, thôi vậy lấy cái bự đi. Dạ. Chắc lấy cái bánh kem sô cô la bự này nè. Chuột ơi, ông ấy lấy cái bánh kem có mấy chiếc xe này bự này đi ha. Hả là phải lấy bánh kem người ngoái nó bự đó. Hả lấy cái nào, lấy liền gì vậy hả? Liền. Lấy nào, lấy cái người này hả? Cái liền. À, hình đi à nè hả? Cái đó nhỏ lắm. Thôi ăn đại á. Ăn đại đi hả? Thích cái bánh nhỏ đó hả? Cái bánh nó nhỏ lắm đó nha. Nhỏ nó không đủ ăn đâu.
Có kẹo bắt ba lô nữa hả? Có kẹo bắt ba lô mà nó trắng nữa. Có kẹo bắt ba lô nữa đó hả? Ôi, ôi chuột ơi, không có mấy chiếc xe này đẹp nè chuột. Dạ, con thích xe này. Nó quá trời mấy chiếc xe hơi đó. Nè lấy có chiếc này thôi. Chiếc này không ăn đủ đâu, người này không ăn đủ nè. Ừ, không ai thì lấy chiếc màu đó đó, mấy chiếc đó nó mới bự, từng để cô lấy, rồi con chọn đi, con lấy chính xác, con lấy chiếc nào? Chiếc này. Mà lấy cái đó đúng không? Rồi ok, lấy cho con cái đó. Để cho cô lấy, hỏi cô bên, ta có cái không, ta có dặn không? Không có được siêu tóc nữa. Có gì? Có đồ lượng siêu tóc luôn hả? Rồi ok, nó đòi chiếc chuột, rồi lấy chiếc cái máy này chính xác chưa? Lấy cái này nha. Rồi ok. Đúng không? Chiếc xe lửa hả? Lửa cho nó không? Rồi trời chàng ơi, chuột nó thèm lắm rồi ông bà cô chú ơi. Giờ con mời ông bà cô chú ăn đi. Con nước tương nó mắm được, để con đem chén này. Cái đó vui ớt ông cậu. Chấm này nè, nêm nước tương chấm này. Có bà chồng con bắp ca đây, chấm nước tương đây. Đây, ta ăn này đây. Đây có nước tương. Chén trễ này hả? Đâu phải chén trễ, con mới làm đổ. Mẹ ngồi đây chung với ông cô dưỡng với ông cậu. Ở đây cả nhà, giờ em mời cả nhà nhập tiệc với gia đình em. Cả nhà ở đây có quay không? Có mẹ em, có ở đây thì có mẹ em, ở đây thì có ông Dượng, ông Dượng với đây em cậu em dưới quê mới lên đó cả nhà. Rồi đó, rồi bữa nay thì thôi em mời cả nhà dùng tiệc với mẹ con em. Cái gì ở đây chuột nó gấp cái bánh kem này nè, lấy từ từ để mày làm. Dượng bỏ vô một mình đâu có công vô hết. Quen quá. Chuột 4 tuổi em, chuột 4 tuổi là năm nay chuột sinh nhật chuột, nó là chuột 4 tuổi nha. Chuột nó có 4 tuổi hả? Ừ, có công ty mà, có công ty này nè, nó cày cày nè. Không phải sao? Rồi trời, sinh nhật của chuột đó cả nhà là trễ lắm ngày rồi, trễ mấy ngày rồi. Dạ, 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 con mới làm đó. Nhìn đúng mấy cái nè, có lùi sao kìa. Có người ở đây nè, có rốt, mẹ rốt, trên này đó, trên đây. Trời ơi, chuột kìa. Mày trên nhà gì hay cho nó dạy đó. Năm nào uống điện tao. Đi là hai con xuống đây nè, hả? Đây học tập thì trên mày nó đến tập nó quay rồi thì hai đứa con ở đây để là đi chiều nào á, dạ nó đẹp. Đây là hôm nay lấy hai con cái này là cái nó một dĩa nó không thành gà đi, dĩa không gà đi. Chị kêu bữa hôm 24 rồi chả nó động đây chẳng phải xào lúa sao đi được, nó chờ hôm nay được lên. Rồi hát rồi tặng nhỏ đâu, cái năm học giỏi nha. À, không có làm YouTube cho nên có nhiều tiền nữa mình làm YouTube cái ha. Cho ba nấm chín lên nấm còn sống vậy. Rồi xong ha. Rồi rút hết ra đây. Rồi nó mê mấy chiếc xe này nè cả nhà, chứ nó không có mê chứ, nó mê chiếc xe mê rồi chơi nè cái rồi là thôi rồi đó cả nhà. Nó mê đoạn. Đó. Chiếc xe nó kỳ nha. Ừ, còn đây chiếc xe nữa nè, rồi dần dần nó lụm thân xe cho nè. Giờ cái bánh kem này giờ làm sao, ăn cơm xong đi rồi quay lại ăn bánh kem ha. Chốt hái ha, chốt còn chơi xe trước rồi rồi nè. Thằng nhảy rồi mấy đứa đi nhảy thằng nhảy. Ở đây á thì cả nhà ở đây thì em cũng có nấu là đơn giản, làm rau câu với năm rau câu nhất nè, làm đi. Em đâu ăn đâu. Em làm đơn giản là gà gà á thầm xả nha cả nhà, em làm một cái lẩu gà á thầm xả cho gia đình ăn. Còn ở đây thì có gà chiên bột nha cả nhà, gà ngâm bột chiên với gà nướng, ở kia chiên với gà nướng sa tế. Mấy đứa cháu em nó ăn gà nướng rồi sa tế, còn mấy cường nữa nhưng mà loại sau thôi cả nhà, em hồi thì ăn sau, còn mấy con chuột ăn trước. Sao rồi chén hả? Con được chén em hồi nó ối á, mở nó ăn nha. Nếu bây giờ em mặn mặn đâu nổi đâu. Ủa em đã nổi theo chuột. Khi mặn nổi thì xuống bỏ đầu cười đêm mưa không mà. Đúng không bây giờ muốn khỏe không? Muốn bây giờ muốn sạch không? Sô-cô-la mới bay rồi. Sạch đó nó hào hút. Rồi cho chị Tiên cái đó, chị Tiên cái đó đi. Rồi xong. Giờ quay lại ăn cơm đi, mấy đứa con ăn gà đi. Sạch nó mau lẹ nó xíu rồi. Cô uống nước mấy lúc. Không
lấy góp trong cậu một lô đấy nè, không chú luôn. Đủ lấy gì đóng hết rồi. Một cái miếng đi, có đâu. Đấy, anh cầm lá hoài cho nó em. Đợi nó. Ông ăn đi, ông ăn ông chép điện cho nó. Trời ơi, buồn lắm. Bữa hộp mới qua, mới được qua con đang cái clip là con ăn bít một con chép mà cái kêu mình lửng nó sao không? Quả ăn bít chép mà tôi ở cái tới tích Cà Mau mà tôi còn nghe. Quả ăn mà quả chép mà ăn mà chép miệng mà tới tôi tới Cà Mau tôi còn nghe. Năm đâu rồi? Nhậu rồi. Nhậu với tao từ 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 bữa nay uống bảy ức nha cả nhà, bữa nay uống bảy ức. Rồi nó làm gì nhảy hả? Dạ, nói tới ăn rồi, nói ăn luôn rồi đi về. Tới giờ ăn cái sao nó bỏ nó chạy về không biết nữa, nó để đi nước này đây nè của con đi. Tắm quá, tắm bánh rồi. Về tắm ngủ quá. Vậy là thiếu đi của chuột rồi, chuột chồng mới đi đi con. Thiếu rồi quá. Lên đây, rồi bữa con có nào ăn uống ăn gì rồi cái ăn đi mà ăn một chút ha. Mỹ có lên nữa nhưng mà nãy con đi rước nó còn ngủ cho đứt nữa. Rồi chút xíu nó lại sau còn ngủ dậy tính cho nó ở này hả? Nó ở đây mà nó mẹ nó ở đây. Bây giờ thì cái bánh kem, bây giờ cái bánh kem này thì em sẽ đem đi bỏ vô tủ lạnh lại đi cả nhà cho nó ăn, đồ ăn mặn không xíu nữa còn sẽ ăn bánh kem sẵn nè. Lấy lên đây lấy lên đâu rồi đâu có rồi. Ở đây giờ còn quên nữa, có cái đồ lẩu mấy ông ăn vừa ăn chưa? Dạ rồi. Vừa ăn chưa? Chưa vừa ăn con Khiêm đây nó nhân vật chính nè. Ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống. Ngồi xuống đi được bà nội tặng quà kìa. Ngồi xuống nè bà. Chừng đổ ca nước. Đổ ca nước là bà nội nghỉ tặng luôn. Đây. Mới biết lụng rồi. Cảm ơn nội coi. Bà nội mua cho con gì vậy? Quay mặt qua coi. Quay con gì vậy? À, con gì vậy? Trời ơi, nó mời nước rồi. Chưa xong mà. Ngồi xuống đi. Giờ con cảm ơn nội chưa? Ê cảm ơn nội mà con mắt nhìn đâu? Mắt nhìn đồ chơi không à? Con mắt thì cứ nhìn đồ chơi không à? Mà cảm ơn nội mà mắt nhìn đồ chơi không à? Được cái gì vậy ta? Bà nội cho cái gì vậy? Hả? Cái gì đập vậy? Rồi bỏ luôn rồi, bỏ nón luôn rồi. Bà nội, ông Dượng ăn đi ông Dượng. Bỏ nón rồi. Đâu con làm chơi cho nó vui thôi, cho mấy đứa này nó vui thôi mà. Chứ đâu có ấy đâu mà con cho hay. Bánh kem 300. Kể. Ngủ không qua chơi đâu cho hay đâu, rồi đâu có làm sinh nhật đâu. Bữa nay tại qua không ngày sinh nhật nó hút rồi. Mà nó dắt hoài à. Nó đồ hoài luôn á. Đúng rồi, sinh nhật của chuột không gài à cả nhà, nhưng mà nó đồ hoài à. Tính em không có tiền. Em tính em không có tiền, em không có làm cho nó. Rồi làm sao? Ừ chứ. Trời ơi. Trời ơi, được con vịt gì vậy? Con này con rùa hả? Ông Dưỡng có ăn rau này bỏ vô ông Dưỡng. Rau này ngon nè, ông Dưỡng với cậu bỏ vô. Ăn đi. Bỏ vô mẹ bỏ vô. Rồi. Ông cậu cứ ăn đi. Đừng có lo tụi con. Rồi nè, chuột ơi giờ. Rồi tới chế nó kìa, đứng im coi, đứng im ơi, chế tặng gì kìa. Trời ơi, nay chuột được quá trời chế tặng luôn ta. Hả? Đó, cái gì vậy? À, siêu nhân điện quang, cái này là lắp cáp phải không? À, cái này là à, cảm ơn ai? Chế tặng gì vậy? Trời không kịp tặng kìa, đòi không à? Đó rồi. Còn ai nữa? Trời ơi, chị Ba tặng em gì vậy? Hả? Bà nó tắm chóng không cậu? Wow, được cái kiếm đẹp quá ta. Trời ơi. Thôi đừng có quơ một hồi. Rồi đi vô đây cho trái ăn đi. Trời ơi, nó có kiếm cái này. Trời ơi. Á, chắc là anh hai chạy trốn luôn rồi. Có cái kiếm chơi quơ gượt quá, anh hai chạy trốn luôn rồi. Anh hai trốn rồi. Rồi. Trời ơi, mê đồ chơi nghĩ thèm ăn luôn rồi. Mê đồ chơi thèm nghĩ thèm ăn luôn rồi. Giờ nè. Còn kinh kiểu này rồi chừng nào anh hai mới đi ra anh hai ăn. Để anh hai ra anh hai ăn. Đi.
Rồi đi ra trước ăn đi. Rồi nó đi ra trước ăn. Rồi bây giờ nè mẹ nói chuột nghe nè. Bây giờ mẹ nói nghe nè, bây giờ chuột ơi, bây giờ mình dẹp đi con, dẹp đồ chơi qua bên mình ăn xong đi rồi mình hãy chơi ha. Chơi đại luôn hả? Không thèm ăn luôn rồi. Không thèm ăn. Không không mở, không mở nữa. Chút xíu đi, chút xíu đi, chị ba mở ra, chị ba làm cho con nha. Bây giờ con để nè, con gom bánh rồi, gom đồ chơi bỏ vô trong bọc đó đi. Ủa, bữa nay được quá trời đồ chơi luôn rồi, thích chưa? Rồi. Bây giờ bỏ đồ chơi vô bọc đi, bỏ đồ chơi vô bọc đi, đặng mình ăn trong đi nha. Bỏ này vô bọc. Ừ rồi. Đây gom bỏ vô bọc vàng kìa, bỏ vô trong bọc đó đi, gom hết vô. Ừ, con bỏ vô đó đi. Quà ơi, quà, con đi chổng con lấy cái tô con múc thịt gà này ra nè, múc, à, múc thịt gà ra. Ông à, ông cậu với ông chú ăn ông Dượng ăn cánh gà kìa. Tao vui tao chơi. Ai cho anh hai chơi? Chơi đại luôn đi. Rồi chơi đại luôn đi rồi sao rồi? Nó rồi hai anh em mình. Vậy hai anh em mình đi ra ngoài kia kìa đó. Đó. Ủa quà coi. Chạy đâu xa đâu, nãy con chạy ba lét về mà. Cha ừ. Khóa con cũng mơ ngoài. Rồi anh hai quà của chuột mà anh hai khui luôn rồi. Cái này là hồi đó đi dạy cho tôi đi. Cái quà của chuột anh hai. Đó là muốn kiếm tiền để mua con này chơi không, rồi kiếm con lò con mát ra cũng không có tiền nữa. Ok đó. Nó khổ lắm, chơi đồ chơi ghét rồi. Ok cái quay, con quay hả? Cái này là con quay hả? Quay con chứ không phải quay con. Quay con vậy trời ơi, thiệt là tình. Ủa mời ông ở đây nè, con mời đi. Không biết đi nè. Ngon không, coi vừa ăn không? Chắc nó hơi bị nguội rồi cả nhà, tại vì em chiên nó giờ lâu rồi, cái đội mới đi mua cái bánh kem vòng vòng nữa, nó nguội hết giòn rồi đúng không? Còn giòn hả? À. Em sợ nó nguội tại vì chiên lâu. Kệ đi. Cậu ăn được không? Dai không? Dai không cậu? Cậu nãy thấy con này thấy con nấu cũng lâu rồi đó ha, mà nó còn dai ha. Bây giờ con thấy giờ có hầm ở đây là mua gà tre, không mua gà tre với gà ác á, nó mới dai. Còn mua gà tâm hoàng đi với gà ta đây, nó hầm qua cậu làm lẩu này quay qua lại là nó cũng mềm à, quay qua lại nó cũng mềm à. Ăn no đi nghe cậu, con làm nhiều lắm đó. Ăn no đi. Em cho mấy bữa nay cho mấy đứa con em nó trước rồi, còn thằng chuột kìa nó có đồ chơi rồi là nó mê. Giờ con không em ăn luôn hả chuột? Trời, no chưa? Nó rồi, nó chưa ăn gì luôn mà nó no rồi. Nó ăn đồ chơi nó no rồi. Rồi anh hai cũng bỏ ăn luôn rồi. Quà ơi con dẹp đi, đi ăn đi rồi con quay lại con chơi với em. Đây. Làm như nhà sản xuất không chỉ lắm hay sao đó. Ta có cái đồ gáp mà đây nè, cái này là gì? Con em nó không biết đường gáp rồi kìa. Kìa có đồ gác, em gác đâu. Rồi con mê luôn hả chuột? Mê đồ chơi luôn, không thèm ăn luôn hả? Trời trời nó mê luôn, nó không thèm ăn rồi. Rồi có biết chơi không? Anh hai chỉ chơi chưa? Rồi người ta gáp rồi còn cái cục gì ở ngoài nữa đó quà. Còn cái cục gì ngoài đó nữa? Nút dặn thôi hả? Kìa anh hai chỉ chơi kìa. Rồi, cầm cái đó giờ. Tay cầm cái này không? Có biết chơi đâu. Cầm cái này nè. Ngón tay nè, cầm nha. Thấy chưa? Không là đường quay vô. Chị mấy chị đi mua gì chuột không biết chơi. Nó đâu biết chơi đâu. Đâu. Rồi được chưa? Không nữa hả? Bỏ ăn luôn. Chuột làm sinh nhật có quà rồi bỏ ăn luôn. Bỏ ăn luôn hả chuột? Bỏ luôn. Rồi dính quà. Con kéo ngựa có về đó. Nó ừ. Đây. Đơn giản ha.
em làm đơn giản tại em làm thì đơn giản thôi, không có mời ai hết, nói chung là không có mời ai hết. Cái việc thứ nhất nữa là chỉ có bà con dòng họ ở đây thì ông Dưỡng ở cái bên em có ông cậu ở dưới quê lên, rồi sẵn là có ông cậu lên có nhỏ cháu nữa, rồi lên với nhau cái đầu làm ăn cho nó vui gì đó, rồi mua cái bánh kem gì cho chuột ăn nó vui thôi, chứ đúng hẹn cũng tính không có tính làm cái nhật cho chuột đâu, mà nó cứ đòi kiết à. Cái nó đòi biết à, sinh nhật của nó cái đầu nó cứ đòi biết à, nó nói sao mẹ không làm sinh nhật cho con, mẹ không làm sinh nhật cho con, thấy vậy rồi bữa nay rồi là cái gì vậy, nó đụng nguyên cái chén luôn hả? Nó có đồ chơi rồi, có đồ chơi rồi, mê không thèm ăn, bỏ ăn luôn. Đúng rồi, đúng rồi đó. Có nè, bên đây cũng có nè, bên đây là cánh gà chiên, bên kia cánh gà nướng. Chuột á đòi ăn gà, chuột đang đòi ăn gà, gà chiên đó, nhưng mà mê rồi nè, mê cái này rồi bỏ rồi nè, có đồ chơi rồi mê bỏ rồi, không thèm mấy rồi, rồi để nước để cắt đánh luôn chứ không có gớm rồi. Rồi có rồi thì mạnh lên rồi. Có biết chơi đâu, ủa cờ cậu không có uống không biết. Rồi thôi bỏ đây, dẹp đi ăn cơm nè, ăn đi. Còn ngon đúng không? Bút mỡ nó ngấy mà đâu có gì tôi rồi. Tiên ơi vừa ăn không con? Vừa ăn không? Chỉ không chỉ ngon không? Hay. Gà đó gì hai chiên ăn ngon không? Con cái là chắc thì hai thấy nó hơi mềm mềm đó. Tại vì nó để nó lâu rồi đó, đúng không? Như nó thì giờ đó và con lụm ba giấy ra đây, giấy gì hai lóc mỡ nó để cho nó bay bay lên đó nó. Ông cậu mổ cấp 3 bà mày mắt tới giờ bà mày bắt nhiêu tao cũng muốn nhiêu đâu, bà mày này bắt tháng 6 là ông cậu mổ tháng 8 còn tới tháng này nữa. Hết chuyện chơi thiệt chứ hả, anh hai lấy cho cái thao chơi mà coi còn mê ăn rồi nè, cả nhà coi nó mê, nó ăn mà nó mê chơi nè, ăn nó giờ hết cái đùi gà chưa, nãy giờ em lo em làm con chuyện cả nhà coi kìa, cánh gà bữa nay ăn rồi, ăn cánh gà chứ không có chịu ăn đùi này hết nhiêu. Mẹ đâu biết đâu, mấy đứa nó mua mà, mấy đứa nó mua tặng chuột mà. Cái này cũng hay đâu, chuột. Ok, dơ rồi, dơ. Khỏi rồi. Ok. Cả nhà con nó vừa ăn mà nó vừa chơi luôn, ăn vậy đó. Chết trời. Né kìa, để cho mấy chị dọn kìa. Nãy giờ mấy chị ăn xong rồi đó cả nhà. Đó. Nãy giờ em để cho mấy chị. Ok. No chưa? No rồi. No rồi, làm được mấy cái cánh gà. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Kêu gọi đó mà không thấy nó mất gì trơn á. Đó. Xong rồi đó cả nhà bắt đầu vào dọn hết chồng để chồng vô luôn đi con. Vô đây gà nướng gà chiên gì đây, còn đây một dĩa nữa nè cả nhà. Là nãy dọn 50 cái cánh gà. Ăn 50 cái cánh gà hả? Kìa, nó ăn xong rồi bắt mấy đứa cháu em nó dọn. Ăn lẹ đi, đang khu cắt bánh kem ăn. Bây giờ em để cho mấy đứa cháu em nó dọn. Mấy ông cậu em ăn xong rồi đây ngồi uống nói chuyện chơi uống nước cả nhà. Đó. Nói chuyện chơi uống nước về em dọn này xong cho làm bánh kem lên cho mấy ông chú ăn, mấy ông cậu ăn. Cái bánh kem mở số giờ, là bây giờ cái bánh kem mà nó ông chuột á, ông chuột cũng lo coi ai một ngày 150 ngàn một tháng có 4 triệu không? Dính luôn tiền cho 5 triệu đó, ăn còn gì đi, còn 5 triệu đó đủ sướng không? Tháng 5 triệu, tháng 5 triệu lộ đồ bà, tháng 5 triệu lộ, tháng 5 triệu 10 tháng thôi. Vậy tôi tính 1 năm 12 tháng phải không? Tôi tính trong 10 tháng thôi. Cho tôi trừ tao trong 2 tháng tao ăn xài thêm nữa đó. Cái trời đi đâu? Rồi ông không dư hả? Ăn mấy bánh kem đi ông ơi. Ăn 1 tháng 5 triệu, 10 tháng thì 1 năm cho ông dư 10. Cái gì? Mấy nhỏ ăn đi. Tao xin miếng chè. Không hết. Rồi chè bưng xuống, đi bưng con chè chuột. Ông ngồi đó, coi có cái linh chuột. Mấy này dư con làm đổ sao? Nó biết thôi. Nó mời ông chú nó, mà nó mời nó đổ nó mời nó lên, nó nhỏ nó nhiều nhỏ nó miếng này. Thôi ăn đi, cái này còn nhóc kìa. Ăn lại đi. Ăn đi. Sao sao? Ăn hết rồi. Không sao hết. Không hết thì ông cứ sớm ra lấy cái tô lên, cứ sớm quay rồi cái đầu đi. Ngồi đó đi. Có người. Đây nè, qua nè. 1 tháng 5 triệu, 10 tháng 50 triệu ông kêu đi chờ ăn trong chờ hai trong 2 tháng. Làm gì lúc đó. Dạ bái. Để cái này 2 tháng. Để cho đi ông chú ăn nhiêu. Rồi rồi đây nè, ông chú ăn nhiêu lấy. Còn cậu có ăn thêm nữa lấy. 1 năm gì là năm đẹp lắm, anh nhiều lọt cái gì à? Đấy, nó đi quốc hết chiến rồi. Bữa nay nhà có anh nấu cái gì đậu trắng. Xương chết mẹ. Thôi con nửa thôi. Ăn hết. Ăn nửa gì miếng hết, lấy nhỏ đi. Rồi miếng bự này thôi. Ông chú ăn chè sôi thì lấy ra. Rồi. Cũng cam gà.
cười tới miệng nữa đó. Hồi đó à, bán đâu có nhiêu đâu, có 200 tờ à. À, bán cái ngồi ăn cùng về nhà chịu hả? Ăn đó cũng lắm, 250 tờ rồi mà kéo đi ăn chỗ đông. Dân ngư hả? Năm mươi ăn là mấy cái bạn qua kìa. Tôi còn 103 tờ, xá thằng đó ghé lại lụng ghé cho đi về. Ăn hết một cái cánh gà luôn cả nhà, cánh gà chiên. Giờ ăn bánh kem với chứ chưa ăn bún rồi ăn xong không rồi. Không té luôn. Tôi làm ở trong đó ha. Rồi tối ngày muốn đổ mồ hôi nữa. Rồi nó bay tới đống chén. Trời ơi, con chạy sao mà té cái chân gà nó bay tới đống chén luôn hả? Làm lần cơ 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 quạt gió rồi bắt tè tè bắt đầu. Nó lấy máy lên cắt rồi bắt hai ba quạt bự bự luôn, bắt rưỡi mất rưỡi. Ủa qua đó nó hay không ăn hả ta? Không biết. Nó đi ở chỗ nào đâu chứ. Ở ngoài cà nước qua thắng rồi. Nửa tư dưa chạy lắm chút lắm. Do mình kiếm mối mà mặt. Bữa nay ở đây anh đắp ở đây cả nhà em có ba ông chú này cả nhà. Ai ba út. Ông chú út của em, ông bà út của em, ông dưỡng út của chồng em, cũng như là ba ông chú. Quen ông chú kìa. Đây, đây là chú của em. Em thầy quen ông chú mày. Bà về ba mà. Bà liếm mày với bà cừ nữa nha. Mà làm gì đâu cừ, tăng chè đi với đâu cừ. Con nghỉ giọng lại kìa. Con với giọng dọn. Nghỉ có lại không? Có. Đó à, nghỉ chơi mà vô ăn bánh kem luôn đi. Đó. Nghỉ ngủ rồi. Kìa nghỉ lại rồi kìa. Còn chậm nước này lại rồi kìa. Chạy mừng nè. Ôi à, tôi bằng bằng chứ được. Dạ hụt nghỉ. Dạ hụt nghỉ. Dạ hụt nghỉ. Dạ hụt nghỉ. Ăn tết ở đây luôn. Ồ. Ừ. Dạ hụt nghỉ. Ngủ nhắc cả con. Nãy giờ hai đám nước con. Có lấy đồ lại không? Chọn bà con chú rồi đi. Kìa, vô ăn bánh kem với chuột kìa. Vô ăn bánh kem với đi con. Vậy là về ăn để chứ không ai đây hả? Không ngủ đây hả? Con đang ngủ đây với gì hai hả? Ờ, đang ngủ ăn đi, mai á ngủ qua. Chồng lại ăn kem rồi chồng, ăn bánh kem. Ừ. Nhỏ này lên đó hả? Chồng xuống đi con. Ăn bánh kem nè. Ngồi xuống đây về hai đi lấy dĩa cho hai cắt bánh kem cho ăn. Đây là có cái dĩa này nè. Chơi bữa thì là theo mai dĩa, mai dĩa nó thêm. Nè. Con xuống đây, con đây có con bánh kem của con nè. Cái này đã không? Quê mới rồi đó. Dĩa cái này con mặn mà con chú à, quá trời cái đầu ngủ quá đó cả. Hồi nãy em đi mua cái kem. Chưa đắng luôn, nãy em đi mua cái kem thì đắng là thôi. Không cái đầu lại tao. Cái gì đắng tới hả? Xếp đầu lại đây, cái nào ở đây em chịu. Nó có má hai, nó đắng này. Nó có má hai, nó đắng này. Nó có má hai, nó bỏ gì hai đó. Cái gì quê cái nó đeo gì hai đó, nó bỏ mẹ đó. Cái này là bao bãi. Chỗ nào nắng, người nào kia mà lấy. Con đi nhớ cái đầu nó đeo theo con, nó bỏ mẹ nó. Để lên giờ cho lên tới đây cái đầu con má nó bỏ. Con muốn thêm ngồi xuống. Rồi đây. Thấy cái đầu túi tiền phì phì theo đó. Rồi con ăn đi. Ông chú, ăn bánh kem, con cắt cho con nè. Qua băng chè nữa các bạn. Rồi.
Đó. Còn chè ở chấm không ơi, chấm phế đâu á, kia còn một nồi chấm, con nó một nồi lần á. Thôi chấm chè, sao nó ăn kém. Nãy ăn rồi hết rồi, chấm học ăn mấy bánh kem chấm. Thằng này bởi ra kêu ăn gì cũng ăn chứ. Rồi nè con ăn nữa, con ăn đi nè. Trời ăn kiêng rồi ghê quá. Rồi kem như con à. Được, bữa nay ăn bánh kem được nhiều là ngon lắm rồi đó. Chậm con ăn. Chậm hình ba lần luôn. Ăn ba lần luôn. Dưới vậy đây. Ừ, ăn được ba lần luôn. Ủa, anh nghỉ ăn đi nha. Không cho đồ ngọt nữa. Quá trời ú rồi, không cho đồ ngọt. Cần tiên ăn nữa không? Chị hai cho. Con lì ăn lì là đo luôn phải không? Rồi vậy là đo luôn. Lì là bằng hai. Rồi nè. Chuột ơi. Đúng nè. Chuột. Giờ con còn ăn nữa đúng không? Dạ. Nhận lì vô. Còn ai đâu nữa vô là vô chị lì nè. Dạ. Lì ra vô với nó cái này đi. Cầm dĩa lên vô với nó cái này. Thôi chị có. Trời ơi ăn mà bánh kem cũng khủng. Giờ thôi nè chuột. Bánh kem là của chồng. Bánh kem là người yêu. Bánh kem là người yêu, bánh kem là chồng đó hả? Bánh chị đó hả? Tại sao con biết? Ai nói con? Bữa cô dạy vậy. Cô dạy á hả? Mày cái gì cũng đổ thừa cô á. Bây giờ mẹ nói con nghe nè, bây giờ mình ăn nãy giờ giờ con cảm ơn các ông bà cô chú đi. Chưa ăn. Bây giờ cảm ơn thì chuẩn hồi con ăn sau chứ con ăn này lâu lắm. Con quay lại con cảm ơn bà cô chú và các bạn đi. Bà cô chú mời các bạn. Quay mặt lên ngay. Con quay lên, con dòm con nói chuyện. Quay mặt lên ngay. Con đăng ký, mình chia sẻ. Mình có chuyện cống sữa. Thôi cả nhà biết bây giờ quay chỉ quay giờ này là làm em làm bánh kem sinh nhật. Cái này mới thức kìa, chừng nào mới ngủ. Dạ, bữa cơm gia đình của em thôi cả nhà. Giờ đây em cũng xin kết thúc clip tại đây. Em cũng xin chân thành cảm ơn bà cô chú rất nhiều đã yêu thương, ủng hộ con. Hai mẹ con em, ai có yêu quý kênh em thì nhớ cho em xin một like, một đăng ký, chia sẻ cả nhà. Em xin bye bye, chụp ơi bye bye. Tay đâu, tay đâu. Tay đây, tay đây, tay lại. Tay đây, bye bye. Bye bye.